Bây giờ là 1:38 chiều ngày thứ bảy 14 tháng 12 2019. Tôi rất bận rộn vì có một Phật tử ở Oregon đang qua đời, và tôi đang sắp xếp để tôi lo chương trình tang lễ ở Oregon. Nhưng mà sau khi tôi nhận được một cái lá thư của một nữ Phật tử và một nữ đồng bào ở tại miền Nam Cali, cư ngụ tại miền Nam Cali, thành phố Westminster, tôi đọc xong, tôi cần phải có một cái livestream để tôi có đôi lời tâm sự cùng cái người nữ Phật tử này. Và không phải chỉ là tâm sự với người nữ Phật tử này, mà cái lời tâm tình của tôi, của Tỳ Kheo Thích Thông Lai, xin được gửi đến tất cả các hội đoàn người Việt quốc gia đang hoạt động tại miền Nam California. Lời tâm tình của Tỳ Kheo Thích Thông Lai cũng xin được gửi đến các chính phủ của người Việt quốc gia đang hoạt động tại Hoa Kỳ dưới lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, và xin được gửi đến tất cả các tổ chức chống cộng của người Việt quốc gia tại hải ngoại, và xin được gửi đến các giới truyền thông của miền Nam và miền Bắc California, và tất cả các đồng bào thân yêu đang tị nạn cộng sản và cư ngụ tại miền Nam Cali, nhất là vùng Westminster, thủ phủ của người Việt tị nạn. Tôi xin mời quý vị cùng nghe cái lá thư của một người nữ Phật tử cư ngụ tại miền Nam Cali gửi cho thầy cách đây 3 ngày, và thầy mới mở hộp thư. Và tôi xin mời quý vị theo dõi lá thư này. Kính gửi Thượng tọa Thích Thông Lai, chủ trì hệ thống chùa Tầm Nguyên và làng A Di Đà tại Hoa Kỳ. Con là một Phật tử và cũng là một cư dân của thành phố Westminster. Con hưởng ứng lời kêu gọi của Thượng tọa Tổng xuống đường ngày 1 tháng 12 năm 2019 để tạ ơn Tổ quốc Việt Nam, lên án Việt Cộng, Tàu Cộng xâm lược Tổ quốc Việt Nam. Thưa Thượng tọa, gần đây con theo dõi trên hệ thống truyền thông tại miền Nam California, có một số diễn đàn đang có những bài bình luận đánh phá vào uy tín của Thượng tọa, cho nên con cảm thấy rất ái ngại. Lý do tại sao con ái ngại? Vì ngày hôm đó, sau khi đi diễn hành xong trên đại lộ Bô Sa, Thượng tọa có mời đồng bào Phật tử tại miền Nam Cali và các vùng phụ cận tham dự biểu tình hãy đến hội trường tại số 14171 Newland Street, Westminster, California 92683 để thọ trai miễn phí. Đang lúc con đang sắp hàng lấy phần cơm ăn thì thấy có một phóng viên mặc áo đỏ đứng phía ngoài hàng rào của khu vực Thượng tọa dùng để làm nơi thọ trai cho đồng bào và tăng ni Phật tử, đang dùng máy quay phim chỉ vào đoàn người đang sắp hàng lấy cơm. Và đồng thời lúc đó, con nghe phóng viên Michael Hòa cầm microphone và kêu gọi đồng bào tị nạn cộng sản lưu ý. Có một tên Việt Giang mặc áo đỏ đang quay phim phía ngoài hàng rào. Đồng bào hãy cùng Michael Hòa đã đảo tên Việt Giang bán nước này. Lúc đó con và khoảng tên 10 người dân thuộc miền Nam California và Phật tử của Thượng tọa
nghe nói tên Việt Gian mặc áo đỏ đang quay phim những đồng bào yêu nước, để cung cấp những phim ảnh này cho bọn Việt Cộng, để sau này làm khó dễ đồng bào mình khi có chuyện cần về Việt Nam để thăm cha, thăm mẹ, trả hiếu. Thú thật thượng tọa, con là một người đàn bà Việt Nam yêu nước, yêu tổ quốc, cho nên con thường có mặt trong các cuộc biểu tình chống cộng. Năm 2016, ba con mất, con mua vé về thăm cha lần cuối. Đến phi trường Tân Sơn Nhất, con bị bọn Việt Cộng làm khó làm dễ. Nó lôi con vào một căn phòng nhỏ, lục soát vali, kiểm soát giấy tờ, cầm giữ bắt bo con và hạch hỏi con ở Hoa Kỳ tham gia tổ chức phản động nào, hãy khai báo. Nó đưa cho con một tờ giấy trắng và bảo con là người của tổ chức phản động nào, hãy khai ra. Con nói con không biết. Nó nói cô làm gì ở bên Mỹ, chúng tôi biết rõ. Rồi nó quăng ra mấy tấm hình con đang cầm biểu tình chống nó tại tòa lãnh sự quán San Francisco, vân vân. Sau 8 giờ điều tra, Việt Cộng trả bắt bo cho con và đưa con lên máy bay trở về Mỹ. Con nói nó, nếu mấy anh không cho tôi về thăm cha lần cuối, thì tại sao lại cấp visa cho tôi nhập cảnh Việt Nam, mà bây giờ cho nhập cảnh rồi lại không cho thăm cha lần cuối. Con năn nỉ nó hết sức, cho con về nhìn mặt ba con một lần cuối, rồi giam con cũng chịu. Nó nói chúng tôi không giam cô vì cô có quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng chúng tôi không cho cô nhập cảnh Việt Nam vì cô là thành phần phản động, thường đi biểu tình chống lại nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên khi con nghe Michael Hòa cầm microphone kêu gọi đã đảo tên Việt Gian mặc áo đỏ đứng bên hàng rào quay lén đồng bào yêu nước, con muốn nhào ra tát cho cái tên mặc áo đỏ dài bạc tay cho hả giận. Cũng may là lúc đó thượng tọa có cử hai vị tăng đệ tử của thượng tọa, một vị phản trung niên và một vị phản 30 mấy tuổi, ra khuyên chúng con không được bạo động làm ảnh hưởng đến uy tín của thượng tọa. Cho nên hôm nay con viết thư này đại diện cho nhóm người hôm đó ra hỏi tội tên Việt Gian bán nước mặc áo đỏ. Xin thượng tọa thông cảm cho việc làm của chúng con ngày hôm đó, nhưng thượng tọa phải thông cảm gia đình con có hai anh chết trong trại cải tạo, chồng và con của con chết trên đường vượt biên, và mẹ con thì bị Việt Cộng chôn sống vào năm Tết Mậu Thân. Hy vọng sau khi đọc bức tâm thư này, thượng tọa sẽ hoan hỷ mà tha thứ cho hành động thô tháo lỡ lầm của con ngày hôm đó. Kính thư một nữ Phật tử, một nữ cư dân thành phố Westminster, lúc nào cũng kính yêu thượng tọa và chúc thượng tọa mãi mãi sức khỏe để mà tiếp tục hướng dẫn công cuộc chống cộng, giải thể chế độ cộng sản cho tới ngày chúng ta trở về được tổ quốc Việt Nam. Thưa quý vị, tôi rất thông cảm cái hành động của cô nữ Phật tử này. Cô là một nạn nhân đã có cha qua đời, và trong những giờ phút cuối cô đã xin phép và cô bay về Việt Nam, và cô đã bị cái bọn Việt Cộng ở tại phi trường Tân Sơn Nhất chặn cô lại và đưa vào trong phòng tra hỏi và bắt cô khai cô thuộc tổ chức phản động nào ở hải ngoại, và cô nói cô chỉ là người yêu nước, cô không thuộc tổ chức nào. Và cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ điều tra hạch hỏi, Cộng sản đã đưa cô lên máy bay và đưa về Hoa Kỳ. Cho nên cái mối căm hận này, khi mà nghe đặc phái viên Michael Hòa cầm microphone kêu gọi rằng có một tên Việt Gian mặc áo đỏ đang cầm ống kính chĩa vào hàng ngũ đồng bào yêu nước, thì cô này và mười mấy Phật tử của thầy cũng như cư dân vùng Nam Cali nhào ra và có thái độ là khinh bỉ lên án cái tên mặc áo đỏ này. Và gần đây ở tại miền Nam California có một số đài truyền thông của người Việt đã có những buổi hội luận và lên án cái hành động là thượng tọa Thích Thông Lai lại sao lại để cho những cái người Phật tử trong hệ thống mình có những cái hành động là thô tháo, nó làm tới cái chuyện mà mất ảnh hưởng tới cái uy tín của thượng tọa Thích Thông Lai. Cho nên vị nữ Phật tử này viết thư
để mà sám hối và trình bày cái nguyên nhân cô là nạn nhân của những cuộc mà khi cô về Việt Nam, chính là những cái thước phim này đã quay chụp những người yêu nước, cho nên cô đã bị trục xuất khỏi Việt Nam trong khi cha cô ở đoạn cuối cuộc đời. Cho nên thật sự tôi hoàn toàn thông cảm với cái người nữ Phật tử này và thông cảm với mười mấy cái người mà bữa đó ra để mà tỏ thái độ, để mà lên án cái hành động của cái người mặc áo đỏ. Tới giờ này tôi cũng không biết người mặc áo đỏ đó là ai, thì tôi chỉ biết nôm na anh ta là một phóng viên, mà có người thì nói là cũng không phải là phóng viên mà có cái bằng hành nghề. Tuy nhiên hôm nay cái lời nói chuyện của tôi là cái lời tâm tình. Kính thưa quý vị, tôi về ngay thành phố Bosa, tôi không phải là cư dân của thành phố Westminster, nhưng mà cái thủ đô Little Sài Gòn đã được mang tiếng là thủ đô của người Việt tị nạn, và trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ chúng ta mới vận động được có một cái exit trên một cái freeway, là để cái bảng là chờ cái exit này là đi vào cái Little Sài Gòn. Kính thưa quý vị, thủ đô Việt Nam Cộng Hòa là Sài Gòn đã mất từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, và bây giờ tôi biết Tàu Cộng và Việt Cộng đang dùng tiền bạc, đang sử dụng Việt gian bán nước để mà đánh phá vào cái thủ đô tị nạn người Việt Cộng sản. Đó là Westminster, đó là cái Little Sài Gòn. Sài Gòn lớn đã mất, cho nên Sài Gòn nhỏ không thể mất. Cho nên tôi về đó không ai mà mướn tôi hết. Thật sự, chúng ta có bổn phận đối với Tổ quốc. Chúng ta làm việc là vì tình yêu Tổ quốc, cho nên chúng ta không làm việc vì một ai mướn cả. Và có nhiều người cứ nói rằng thị trưởng của thành phố Westminster là Tạ Đức Trí đã mướn tôi về đó để ủng hộ ông. Tôi nói rõ cho tất cả các cái tổ chức người Việt quốc gia hải ngoại, tất cả các cộng đồng người Việt quốc gia, các hội đoàn và các chính phủ quốc gia và tất cả giới truyền thông. Tôi thí dụ như là mùa hè đỏ lửa năm 1972. Lúc đó, quý vị biết thị xã Bình Long là một thị xã ở gần cái biên giới, coi như là Tam Biên, tức là Campuchia và Lào, đang bị coi như mấy sư đoàn của Cộng sản Bắc Việt dây đánh. Và lúc đó, tư lệnh chiến trường Bình Long, tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh là tướng Lê Văn Hưng. Lúc đó, tướng Lê Văn Hưng là cái người lính tử thủ ở chiến trường Bình Long. Và tôi cũng vậy. Lúc đó, chúng ta không cần biết ông Lê Văn Hưng là ai. Ông Lê Văn Hưng là xuất thân từ quân trường nào? Ông Lê Văn Hưng không cần biết ông là xuất thân trường Đà Lạt, trường Võ Bị Đà Lạt, trường sĩ quan Thủ Đức, hay là ông là sĩ quan biệt phái, ông là sĩ quan hiện dịch, tôi không cần biết. Nhưng mà tôi ủng hộ tướng Lê Văn Hưng là tại vì tướng Lê Văn Hưng đang đứng ở tuyến đầu để mà mỗi một ngày chịu 10.000 trái pháo 120 ly của Cộng sản Bắc Việt. Và cuối cùng tướng Lê Văn Hưng đã giữ vững được cái tỉnh lỵ Bình Long, và ông đã đánh tan ba sư đoàn Cộng sản. Cho nên cũng vậy, hiện tại thành phố Westminster, người thị trưởng của Westminster đứng đầu của Little Sài Gòn chính là Tạ Đức Trí. Tạ Đức Trí hiện tại là một cái thị trưởng ba nhiệm kỳ. Cho nên nếu mà hiện tại một ông thị trưởng nào đó của người Việt Nam đang làm thị trưởng Westminster mà đang bị Tàu Cộng, Việt gian mà đang dùng tiền bạc để tấn công đánh phá, tôi cũng phải về đó để lên tiếng bảo vệ, chứ không hẳn chỉ bảo vệ Tạ Đức Trí. Và tôi nói rõ, sau này khi mà Tạ Đức Trí không còn làm nữa, mà một cái người thị trưởng Việt Nam nào đó mà lên có lập trường là dinh danh lá cờ vàng và có lập trường để mà chống tất cả Việt gian Cộng sản không được hoạt động tại Westminster, và có nghị quyết chống nghị quyết 36 và bảo vệ Little Sài Gòn, bảo vệ những cái công trình mà người Việt quốc gia đã xây dựng từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến hôm nay, thì tôi vẫn tiếp tục ủng hộ người thị trưởng đó nếu người thị trưởng đó đang làm việc lợi ích cho cộng đồng, cho dân tộc. Quý vị nhìn kỹ, lúc đó tư lĩnh sư đoàn 5 là Lê Văn Hưng. Tướng Lê Văn Hưng đang chiến đấu ở mặt trận. Tôi không cần biết ông là người Nam hay người Bắc, ông là người Trung hay là người Huế, mà tôi chỉ biết ông là một vị tướng anh hùng đã hy sinh hết tất cả cái cuộc đời của mình, và ông đã hiên ngang
chiến đấu cho tới khi chiến chiếc Sa-T-54 nhào lên trận cái phòng tuyến chỉ huy của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5, và ông đã cầm M-72 bắn trực xạ cùng với Đại tá Dương Văn Nhật. Cho nên đối với tôi là tôi ủng hộ vị tướng đang chiến đấu tại mặt trận, bảo vệ từng tấc đất cho quê hương. Cũng vậy, tôi đưa tăng đoàn của tôi và Phật tử của tôi 500-700 người về Little Sài Gòn, không phải để ủng hộ một cá nhân nào hết, mà để bảo vệ Little Sài Gòn không rơi vào tay diệt gian, diệt cộng, và coi như nhất là Tàu Cộng. Cho nên đó là cái lời tuyên bố của tôi cùng tất cả các tổ chức, các hội đoàn người Việt quốc gia ở miền Nam Cali. Bây giờ tôi xin gửi cái lời tâm tình này. Kính thưa quý vị, từ lâu quý vị biết rõ rằng tôi lúc nào cũng kêu gọi đoàn kết cộng đồng. Tất cả những người Việt chúng ta đang sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ, hội biệt động quân, hội nhảy dù, hội thủy quân lục chiến, hội cảnh sát quốc gia, hội không quân, hội hải quân, trường võ bị quốc gia Đà Lạt, trường Thủ Đức, trường Đồng Đế, tất cả chúng ta đủ mọi quân chủng, chúng ta đang chiến đấu dưới lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta là những người Việt Nam tị nạn, không chấp nhận Cộng sản. Chúng ta lên tiếng do tự do dân chủ, đòi hỏi coi như Cộng sản phải trả lại cho dân tộc Việt Nam những gì mà nó cưỡng bức bằng vũ lực và vi phạm Hiệp định Ba Lê. Cho nên tôi kêu gọi quý vị hãy nhìn cái gương dân tộc Hoa Kỳ. Tới cái mùa bầu cử, đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa đang ráo riết để mà tấn công lẫn nhau, có thể lôi nhau ra tòa, có thể chụp mũ nhau. Nhưng mà sau khi bầu cử xong thì tất cả những người Hoa Kỳ họ đều đặt cái quyền lợi Tổ quốc Hoa Kỳ lên trên hết. Cho nên một lần nữa, chúng ta đang sinh hoạt dân chủ ở tại Hoa Kỳ, chúng ta là những cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn, chúng ta là những tổ chức chính phủ, chúng ta có những đường lối khác nhau, hoàn toàn không thể giống nhau được. Nhưng mà quý vị hãy nhớ lại cái ngày mà tên Trần Trường ở tại miền Nam California, tên chủ một tiệm quay phim, và nó đã hiên ngang, nó thách đố cộng đồng miền Nam California, nó treo hình Hồ Tặc ở ngay trong tiệm của nó treo lá cờ máu của Cộng sản Việt Nam ngay trong đó, và nó thách thức cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn. Và quý vị còn nhớ rõ những thập niên của năm 1998, tất cả các tổ chức chính phủ Việt Nam tự do ở Hoa Kỳ bất đồng cái đường lối làm việc. Tôi nhớ không lầm thì lúc đó chính phủ Nguyễn Hữu Chánh, chính phủ Đào Minh Quân và một số tất cả các chính phủ Việt Nam tự do, mặc dù khác lập trường nhưng đều có mặt ở trong cuộc tổng xuống đường chống tên Việt Cộng Trần Trường, tên tay sai Việt Giang Trần Trường. Và tôi nhớ rõ tất cả các hội đoàn người Việt quốc gia, hội không quân, hội hải quân, hội nhảy dù, hội biệt độc quân, hội thiếu quân lục chiến, hội tất cả các binh chủng, hội sư đoàn 1, sư đoàn 2, sư đoàn 3, sư đoàn 5, sư đoàn 7, sư đoàn 9, sư đoàn 21, sư đoàn 23, sư đoàn 22, không quân, hải quân, bộ binh, tất cả các hội đoàn chúng ta đều có một mẫu số chung là chống Việt Cộng. Cho nên chúng ta lúc đó, chúng ta kéo mấy chục ngàn người xuống dưới khu vực Trần Trường, chúng ta yêu cầu nó tháo cờ máu và tháo cờ hình Hồ Tặc xuống. Cái tinh thần ngày đó là cái tinh thần mà tôi muốn nêu rõ. Chúng ta phải nhớ kỹ, lúc đó chúng ta cũng khác lập trường chống cộng, khác đường lối đấu tranh. Nhưng mà tại sao tất cả các chính phủ đều nhào xuống? Tôi nhớ rõ lúc đó các chính phủ Nguyễn Hữu Chánh, chính phủ Đào Minh Quân và tất cả các hội đoàn, các tổ chức, tất cả các đài truyền thông đều đồng một nhịp đập con tim. Chúng ta đều lên án và chúng ta yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ hãy nhổ ngay lá cờ máu và hãy nhổ ngay cái bức hình của tên Hồ Tặc. Và lúc đó quý vị nhớ Trần Trường đã được đại sứ Cộng sản tại San Francisco mướn cho một luật sư và nói rõ tại Hoa Kỳ là có quyền tự do ngôn luận và tại Hoa Kỳ có quyền treo lá cờ nào mà họ thích. Nhưng lúc đó cộng đồng người Việt quốc gia mới nêu lên một cái tiêu đề là thí dụ tại một cái cộng đồng người Do Thái mà bây giờ một tên nào đó nó treo cái hình tên đồ tể Hitler thì cộng đồng người Do Thái có nổi điên hay không. Cũng vậy, tại miền Nam California là thủ phủ của người Việt tị nạn, là thủ đô của người Việt tị nạn, lúc đó chưa phải là Little Sài Gòn, mà chúng ta khác quan điểm chống cộng, khác hội đoàn,
khác tổ chức, khác chính phủ, nhưng mà chúng ta đều có một kẻ thù chung là Hồ Tặc Hồ Chí Minh. Cho nên chúng ta đã cuộc tổng xuống đường tới mấy chục ngàn người. Đó là cái tinh thần tôi muốn kêu gọi tất cả các tổ chức người Việt quốc gia ở hải ngoại, các hội đoàn người Việt quốc gia, tất cả các giới truyền thông, chúng ta phải nhớ lại cái kỷ niệm mười mấy hai chục năm về trước. Chúng ta đã chống tên Việt Giang Trần Trường. Chúng ta không gì những cái đường lối chống cộng khác nhau. Chúng ta không gì những cái quan điểm chống cộng khác nhau mà chúng ta lại đánh phá lẫn nhau. Khi chúng ta đánh phá lẫn nhau, các tổ chức người Việt quốc gia hải ngoại, các chính phủ Việt Nam quốc gia hải ngoại chiến đấu dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, mà chúng ta chia rẽ, chúng ta đánh phá lẫn nhau, ai được lợi và ai bị thiệt hại, xin thưa, cái người được lợi là Tàu Cộng và Việt Cộng, và cái người bị thiệt hại là đồng bào Việt Nam trong nước, là các tổ chức chiến tranh để mà đấu tranh để mà chống Cộng sản bị thiệt hại. Cho nên một lần nữa, dưới trái tim yêu nước của tôi làm việc là do tôi yêu nước, là đất nước Việt Nam là của tôi có bổn phận bảo vệ, chứ không phải là ai tôi làm mướn cho ai hết. Tôi nói rõ, mỗi người Việt Nam đều có quyền để mà yêu nước, và người Việt Nam cũng rất nhiều người họ cũng không yêu nước, đó là cái chuyện của họ. Tôi thí dụ quý vị, tất cả chúng ta vượt biên sang Hoa Kỳ, trong gia đình quý vị có 5 người con, mà đâu phải người con nào cũng có hiếu với cha mẹ ở Việt Nam, đâu phải người con nào cũng chịu khó hy sinh những hạnh phúc cá nhân của mình để mà dành dụm từng đồng xu các bạc, để mà gửi tiền về bảo lãnh anh ruột, chị ruột, em ruột qua đoàn tụ tại Hoa Kỳ. Và cũng có những người họ sống ích kỷ, họ lo để dành tiền để mua nhà lầu xe hơi, để mà họ sống xa qua và họ quay lưng với dân tộc, họ thờ ơ với gia đình. Cho nên không phải, quý vị thấy rõ, cùng một cha mẹ sinh ra, cùng một huyết thống, nhưng mà đâu phải đứa con nào cũng đều có hiếu cả. Đứa nào nó bất hiếu là chuyện của nó. Còn chúng ta đối với ơn cha nghĩa mẹ, chúng ta phải có bổn phận là hiếu thảo. Cũng vậy, trong dân tộc Việt Nam, chúng ta có 4 triệu người ở hải ngoại. Đâu phải 4 triệu người này đều có hiếu hết. Đâu phải 4 triệu người này đều nhớ về đồng bào, biết ơn tổ quốc đâu. Nhưng mà không vì cái lẽ những người đó họ bất hiếu, những người đó họ quay lưng, rồi chúng ta lại quay lưng hay sao? Cho nên chúng ta hãy làm hết sức mình để mà chúng ta bảo vệ cho cuộc chiến đấu để mà chống Việt Cộng, lấy lại những cái gì mà nó đã cướp đoạt của dân tộc Việt Nam 44 năm qua. Một lần nữa, tôi tha thiết kêu gọi các tổ chức chống cộng ở hải ngoại, các chính phủ Việt Nam tự do đang chiến đấu dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, các hội đoàn người Việt hải ngoại, các giới truyền thông cánh tả hay cánh hữu, chúng ta có đường lối chống cộng khác biệt, nhưng không vì những khác biệt đó mà chúng ta lại trở thành kẻ thù. Chúng ta không nên vì những khác biệt đó mà chúng ta lại làm tay sai cho Việt Cộng và Tàu Cộng. Cho nên cái đó rất là đau lòng. Đau lòng làm sao? Tại vì chúng ta đánh phá lẫn nhau, ai được lợi? Việt Cộng được lợi, Tàu Cộng được lợi, và đồng bào ở trong nước họ là ngày đêm trong ngóng. Quý vị đừng tưởng đồng bào trong nước họ không có yêu nước. Quý vị nhìn lại những thước phim, cái cuộc tổng xuống đường khi mà nghe tin ba đặc khu Dân Đồn, Bắc Dân Phong và Phú Quốc sẽ được cho Tàu Cộng thuê 99 năm, thì hàng loạt, hàng trăm ngàn đồng bào ở 64 tỉnh thành đồng loạt xuống đường để mà lên án, coi như Việt Nam bán nước. Nhưng mà sau đó, Cộng sản Việt Nam đã trả thù, đã bắt nguội và đã hù dọa tất cả những người yêu nước. Cho nên quý vị đừng dội dàng nhìn những cái hình ảnh tất cả thanh thiếu niên trần truồng cầm cờ đỏ chạy ngoài đường. Nhưng mà quý vị hãy nhìn kỹ, trong các đoàn xuống đường để mừng Việt Nam đã đoạt được chức vô địch ở Đông Nam Á trong cái trận banh vừa qua, có những người trên mặt thì vẽ cờ đỏ, nhưng mà tay cầm cờ Mỹ, cũng đi vào đoàn người đó và đã bị công an Cộng sản đón lại làm khó, và hắn đã xé đạp cái cờ Hoa Kỳ và chè đạp, và đã được tất cả các livestream bỏ lên trong những ngày gần đây, cho thấy rằng với cái nhìn của tỳ kheo Thích Thông Lai,
Một ngọn lửa ngầm đang được nung nấu ở trong nước. Nhưng mà người Việt bây giờ, tại sao họ chỉ biểu tình khi mà thắng một trái banh? Vì thắng một trái banh thì biểu tình không bị bắt. Vì thắng một trái banh thì có thể biểu lộ cái tinh thần là dân tộc. Dân tộc Việt Nam thắng một trái banh có nghĩa là dân tộc Việt Nam giỏi. Nhưng mà chúng ta đừng có dội lên án những người Việt Nam là hèn nhát. Chừng nào chúng ta ở tại trong đất nước Việt Nam mà chúng ta dám làm như Trần Quỳnh Duy Thức, dám làm như cô Nguyễn Thị Nga, dám làm như những người tù nhân lương tâm, thì lúc đó chúng ta mới dội lên án đồng bào trong nước là hèn nhát. Và cái niềm vui của đồng bào trong nước đâu có gì nữa quý vị. Những ngày Tết sắp đến, họ rất là thê thảm. Hiện tại bây giờ quý vị thấy tàu cộng đang thiếu thịt heo và tất cả thương lái đều tung thịt heo ra bán ở cho tàu cộng. Và bây giờ Phật tử của thầy mới vừa liên lạc hồi hôm, giá thịt heo bây giờ là 280.000 cho tới 300.000 đồng 1 kg. Quý vị nghĩ coi, lương công nhân của đồng bào ở thành phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 4,5 triệu, làm sao mà một ngày dám mua 1 ký thịt heo để ăn Tết đây quý vị. Cho nên đừng dội lên án người Việt Nam là thờ ơ, đừng dội lên án người Việt Nam là vô cảm. Khi chúng ta đang ở tại Hoa Kỳ, chúng ta có quyền biểu tình, chúng ta có quyền tự do ngôn luận. Nhưng mà hầu như bao nhiêu người biểu tình quý vị, trong khi tôi đưa tăng đoàn của tôi từ 50 tiểu bang trong cái mùa lễ tạ ơn là cái ngày lễ sum họp gia đình, rồi quý vị thấy có cả người Hoa Kỳ, người ta cũng bỏ cả cái ngày lễ tạ ơn để hòa đồng vào trong 50 tiểu bang. Rồi những Phật tử có thầy từ Úc Châu mua cái vé 2.800 đô la bay qua để chi vậy? Để mà góp một tiếng nói, góp một bàn tay bảo vệ thủ đô của người Việt tị nạn. Cho nên quý vị ơi, cái người yêu nước thì cũng rất nhiều, mà cái người quay lưng với tổ quốc thì còn nhiều hơn nữa. Cho nên quý vị hãy nhìn vào, chúng ta ở Hoa Kỳ, chúng ta chỉ bỏ một chút xíu thời gian, bỏ một ngày không có ăn chơi, bỏ một ngày không có sum họp gia đình để lên tiếng nói cho tổ quốc, mà có bao nhiêu người vậy quý vị? Chỉ có 700 người hưởng ứng lời kêu gọi của Tỳ Kheo Thích Thông Lai. Còn ngay tại thủ đô Sài Gòn, coi như bây giờ Tàu Cộng đang ngày đêm tấn công, Nhiệt Giang đang ngày đêm tấn công. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị, chúng ta khuyến khích tất cả thế hệ thứ hai của Việt Nam Cộng Hòa hãy tham gia vào trong dòng chính. Chúng ta muốn có những dân biểu nghị sĩ, chúng ta muốn có những nghị viên. Giờ này chúng ta có một thị trưởng người Việt, thế hệ thứ hai Việt Nam Cộng Hòa, con cháu của HO. Rồi bây giờ cái thị trưởng này đúng sai quý vị nhìn coi, ổng đang bảo vệ cái Little Sài Gòn, ổng đang có nghị quyết chống nghị quyết 36, ổng đang có nghị quyết vinh danh cái lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa và cái tượng đài Việt Mỹ. Nếu không có sự ủng hộ của những nghị viên gốc Việt, của những thị trưởng gốc Việt, thì giờ này dễ gì mà chúng ta được cấp giấy phép để mà chúng ta xây dựng tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Cho nên tôi nói rõ, cũng như năm 72 mùa hè đỏ lửa, tướng Lê Văn Hưng đang bị dây quanh bởi 3 sư đoàn Việt Cộng. Và tướng Lê Văn Hưng chỉ có 10.000 lính, và mỗi một ngày tỉnh Lỵ Bình Long rất là nhỏ bé hứng chịu 10.000 trái pháo 130 ly của Cộng sản. Tướng Lê Văn Hưng không đầu hàng cho đến chiếc chiến xa T-54 tiến sát nắp hầm chỉ huy chỉ có 5 mét, và ông là một vị đại tá chứ chưa lên tướng. Ông tư lệnh sư đoàn, ông nhào lên nắp hồng, ông cầm cây súng M72, ông bắn trái chiến xa của Cộng sản và ông đánh như những người lính trinh sát. Và nhờ cái tinh thần đó và lính binh sĩ dùng lên và đã đẩy lui 3 sư đoàn Việt Cộng ra khỏi Bình Long. Lúc đó quý vị sẽ nói là tôi không ủng hộ ông tướng Lê Văn Hưng vì ổng là người Nam, tôi không ủng hộ ổng vì ổng không phải xuất thân từ trường Đà Lạt, tôi không ủng hộ ổng vì ổng không cùng khóa với tôi không cũng ủng hộ ổng vì ổng là khác lập trường chống cộng với tôi. Nhưng chúng ta phải bảo vệ tướng Lê Văn Hưng vì tướng Lê Văn Hưng đang bảo vệ cái tỉnh Lỵ Bình Long anh dũng không rơi vào tay của Việt Cộng. Cũng vậy, tôi đưa tăng đoàn về Little Sài Gòn không phải chỉ là
để ủng hộ cá nhân Tạ Đức Trí mà tôi bảo vệ Little Sài Gòn, và cái người đang tại chức thị trưởng của Little Sài Gòn chính là Tạ Đức Trí. Và một ngày nào đó, khi Tạ Đức Trí không còn là thị trưởng của Westminster, mà một vị thị trưởng nào đó của người Việt quốc gia đang chiến đấu để bảo vệ Little Sài Gòn mà đang bị Tàu Cộng, Việt Cộng dây đánh, tôi cũng sẽ kéo thăng đoàn về để bảo vệ thủ đô Sài Gòn, bảo vệ cho vị thị trưởng người Việt này. Đó là lập trường của tôi. Tôi đặt tổ quốc lên trên hết và bảo vệ Little Sài Gòn là bổn phận của mọi người dân, chứ không phải chỉ là dân miền Nam Cali. Có nhiều người nói ông Thông Lai không phải là dân Nam Cali, ông Thông Lai không có quyền bảo vệ Little Sài Gòn. Cái nói đó, đó là lời nói của Việt Cộng và Tàu Cộng. Thủ đô của người Việt tị nạn thì tất cả những người tị nạn đều phải có quyền bảo vệ. Tôi là một thiền nhân tị nạn cộng sản. Ngày tôi đến đảo Ga Lăng, tôi đưa tay tuyên thệ với phái đoàn GVA của Hoa Kỳ. Ông hỏi tôi có là phải là đảng viên cộng sản không? Tôi nói không. Ông hỏi tôi có tham gia để mà coi như chống Việt Nam Cộng Hòa không? Tôi nói không. Và ông hỏi tôi là có làm việc cho cộng sản không? Tôi nói không. Và rõ ràng tôi được đi qua Mỹ là nhờ tôi đã có chiến đấu dưới lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên giờ này bất cứ giá nào tôi phải bảo vệ lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi phải bảo vệ Little Sài Gòn. Sài Gòn lớn đã mất, Sài Gòn nhỏ không thể mất. Một lần nữa tôi tha thiết kêu gọi tất cả các hội đoàn người Việt quốc gia ở hải ngoại, nhất là miền Nam, miền Bắc Cali. Một lần nữa tôi tha thiết kêu gọi các tổ chức chính phủ Việt Nam tự do. Quý vị ơi, tôi nói chuyện với người Hoa Kỳ, họ thường than thở rằng bây giờ tình hình Việt Nam biến động hàng ngày. Và quý vị biết rõ là ảnh vệ tinh đã chụp được quân của Tàu Cộng còn cách biên giới của Việt Nam có 10 cây số. 10 cây số mà các vệ tinh tình báo của Hoa Kỳ đã chụp được, mà chính đây đài vo của Hoa Kỳ cũng đã bạch nhật luôn, là đã có rất đông quân sĩ của Tàu Cộng đã có mặt ở tại cách 6 tỉnh biên giới phía Bắc có 10 cây số, và tất cả các dàn hỏa tiễn, tất cả những trọng pháo, tất cả những chiến xa, và các hỏa tiễn này có tầm bắn từ 3.000 cây số tới 5.000 cây số. Có nghĩa là khi mà bắt đầu nó tấn công, nó không phải như trận chiến của mùa năm 1979 đâu, chỉ bắn được 30 cây số, coi như là những cái hỏa tiễn 122 ly, hỏa tiễn 130 ly chỉ bắn được có 30 cây số, mà bây giờ nó bắn được tới 3.000 tới 5.000 cây số. Có nghĩa là Tàu Cộng có thể bắn tới tất cả các mục tiêu từ Ải Nam Quan cho tới mũi Cà Mau đó quý vị. Cho nên tình hình biến động, Tàu Cộng có thể đánh Việt Nam bất cứ lúc nào. Để mà tránh cái dư luận Tàu Cộng đang đói kém năm nay, dân Tàu Cộng đang đói, và quý vị thấy gần đây các cái đoạn phim quay cảnh nổi loạn của dân Quảng Đông, quay cảnh nổi loạn của các dân Quảng Tây, và dây cảnh nổi loạn của các chủ chiến binh của Tàu Cộng đang đói, đang nổi loạn. Và tất cả các cái thành phố mà có các cơ sở đầu tư của các hãng Samsung đã rút lui, làm cho cái thành phố phồn thịnh cách đây 5 năm bây giờ trở thành là những thành phố mà người Mỹ kêu là Ghost Town. Thì như vậy Tàu Cộng bây giờ đang đói, để chuyển cái tình trạng dân chúng nổi loạn, ăn Tết thiếu thịt, thiếu đậu hũ, và thương chiến với Hoa Kỳ cũng chưa có chấm dứt, bằng cách là Tàu Cộng sẽ chọn hai chiến trường, một là đánh Việt Nam, hai là đánh Đài Loan. Cho nên quý vị biết rằng hiện tại ở Đài Loan, từ đây tới ngày 11 tháng 1 là ngày bầu cử của chính phủ Đài Loan, và bà Thái Anh Văn hiện giờ bà đang trong tình trạng coi như báo động đỏ. Báo động đỏ có nghĩa là hồi xưa là báo động xanh, báo động vàng và báo động đỏ. Hiện tại quân đội của Đài Loan ứng chiến 100%. Trong 24 giờ lúc nào cũng có các phi đội của F-16 bay tuần tiễu trên cái quần đảo của Đài Loan. Và quý vị biết rõ rằng ít có ai nhận được cái điểm này, là từ khi Tổng thống Trump đưa hàng không mẫu hạm
đưa các tàu chiến, đưa B-52 bay sát trên các khu vực đảo nhân tạo. Và từ khi sự hiện diện quân đội của Hoa Kỳ, hạm đội của Hoa Kỳ, và từ khi có cuộc thương chiến, là tất cả quân đội của Tập Cận Bình phải huy động 3 triệu lính lúc nào cũng dồn ở biên giới Quảng Đông và khu vực Phúc Kiến để mà chuẩn bị để mà đối đầu với một trận chiến với Đài Loan, và trải 1 triệu quân để chuẩn bị chiến tranh với Việt Nam, 3 triệu miệng ăn của Tàu Cộng. Quý vị nhìn kỹ coi, 3 triệu miệng ăn mỗi một ngày nó ăn rẻ lắm cũng phải là 20 đô la. Thì quý vị nhân cho 3 triệu miệng ăn một ngày, mà cuộc chiến này kể từ khi ông Trump lên tới giờ 3 năm, Tàu Cộng phải nuôi 3 triệu quân đội mỗi một năm 365 ngày, hao tốn ngân sách Tàu Cộng hàng trăm tỷ đô la, mặc dù chưa có chiến tranh. Quý vị thấy rõ, ông Trump đã làm cho Tàu Cộng hao tốn hàng trăm tỷ đô la để duy trì 3 triệu quân trong tình trạng là coi như chuẩn bị chiến tranh. Một lần nữa, tôi kêu gọi tất cả các tổ chức người Việt ở hải ngoại, tất cả các hội đoàn người Việt quốc gia yêu nước, tất cả các cơ sở truyền thông, tất cả chúng ta đều chiến đấu dưới lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả chúng ta đều yêu nước nhưng khác cái đường lối để mà chống cộng. Không vì vấn đề dị biệt trong cách chống cộng mà chúng ta lại coi như đánh phá lẫn nhau. Không vì cái mà khác nhau về chống cộng mà chúng ta trở thành kẻ thù. Không vì khác đường lối chống cộng mà chúng ta không hợp mặt cùng nhau. Cho nên người Hoa Kỳ hồi nãy tôi có nói mà tôi chưa kịp đúc kết. Khi mà họ nói chuyện với tôi, họ nói: thưa ông Thông Lai, thưa Thượng tọa Thông Lai, ông có biết rằng khi Hoa Kỳ mà đánh Tàu Cộng sụp, Việt Cộng bỏ chạy, ông có biết một chính phủ Việt Nam tự do nào mà được đa số 4 triệu đồng bào ở hải ngoại ủng hộ hay không? Tôi nói: xin lỗi, tôi không trả lời câu này được. Vì theo tôi biết, hiện tại tại Hoa Kỳ có tới 4-5 chính phủ Việt Nam tự do. Mà hiện tại tất cả các chính phủ này đều là chiến đấu dưới lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, đều là có kẻ thù là Tàu Cộng, Việt Cộng. Nhưng mà người ta đều không có. Tôi xin lỗi nha quý vị, ngưng một phút, tôi có ai gõ cửa. Có Phật tử muốn thăm chùa, nhưng mà tôi xin lỗi. Dạ. Cho nên, tóm lại, các chính phủ Việt Nam tự do này không có một chính phủ nào mà treo lá cờ máu mà có được sự ủng hộ. Nhưng mà không có nghĩa là tất cả các chính phủ này treo lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mà được sự đa số ủng hộ. Thì người Mỹ họ hỏi tôi, những bạn bè người Mỹ của tôi, như vậy lấy cái gì để sau này chính phủ Hoa Kỳ sẽ liên lạc với cộng đồng người Việt quốc gia? Hiện tại chính phủ Hoa Kỳ họ cũng biết, tại trong miền Nam Cali và miền Bắc Cali, tại miền Nam Cali cũng có tới mấy chủ tịch cộng đồng, và tại miền Bắc Cali cũng có mấy chủ tịch cộng đồng, và nhiều khi một hội đoàn cũng tách ra làm hai, có hai chủ tịch. Và như vậy cái sự chia rẽ của người Việt quốc gia đã có từ lâu. Do ai vậy quý vị? Do bàn tay nào mà tạo ra sự chia rẽ này? Và sở dĩ ngày giờ này chúng ta chưa trở về đất mẹ Việt Nam để lấy lại tổ quốc Việt Nam từ tay Việt Cộng là vì những chia rẽ này đó quý vị. Quý vị thấy rõ, Việt Cộng bỏ ra 36 triệu đô la để mà tổ chức những cái chương trình chia rẽ cộng đồng. Cho nên khi người Mỹ họ hỏi tôi thì tôi trả lời thế này: quý vị ơi, tôi cũng đã theo dõi cái tình hình chính trị ở Hoa Kỳ, và các cái chính phủ này cũng đều nói rằng các chính phủ kia nên phục vụ với cái quyền của chính phủ đó, vì họ cho rằng cái đường lối của họ là đúng đắn, đường lối của họ là tốt. Nhưng mà quý vị không thể nói như vậy được, không thể nói như vậy được. Bây giờ tôi hỏi quý vị, tôi là một vị lãnh đạo tinh thần, đương nhiên khi tôi làm cái việc mà về yêu nước là đạo đời đi đôi. Tôi rõ ràng Đức Phật Thích Ca
Ngài sở dĩ có mặt trên thế gian này là vì có những bất công của năm giai cấp ở xã hội Ấn Độ thời Phật, cho nên Đức Phật Thích Ca mới có mặt. Còn nếu mà xã hội Ấn Độ mà không có những cái giai cấp cai trị và giai cấp bị trị, không có giai cấp vua chúa và giai cấp nô lệ thì Đức Phật không xuất hiện. Cho nên những tỳ kheo đệ tử Phật mà hiểu rõ Đức Phật là một nhà đại chính trị, Ngài ra đời để xóa bỏ năm giai cấp. Và hiện tại dân tộc Việt Nam chúng ta cũng có mấy giai cấp của đảng viên, giai cấp của những người mà có chồng con là đảng viên, giai cấp của công an, giai cấp của bộ đội và giai cấp của những cái gia đình có công với Việt Cộng. Cho nên quý vị ơi, Tổ quốc Việt Nam chúng ta đang lâm nguy mà chúng ta bây giờ chúng ta cứ đòi hỏi chúng ta là đúng, ai lấy đâu là đúng. Bây giờ có nhiều tổ chức họ gọi tôi, thầy nên tham gia tổ chức của tôi vì tổ chức của tôi là đúng nhất, là hay nhất. Tôi hỏi, xin lỗi, tôi là ai? Tôi chỉ là một người Việt Nam và dưới hệ thống tôi chỉ có 5-10 ngàn đệ tử của tôi. Tôi không thể đại diện cho 4 triệu người Việt để nói rằng cái tổ chức của Ngài, cái tổ chức của Tổng thống này, tổ chức của Thủ tướng kia là coi như là số 1, là hay nhất. Mà cái đó phải để cho 4 triệu đồng bào Việt Nam quyết định. Xin lỗi quý vị, hiện tại bây giờ quý vị trả lời cho tôi đi. Hả? Tổ chức chính phủ nào mà bây giờ quý vị lên án một chính phủ nào thì ai có lợi? Tàu Cộng, Việt Cộng, Việt Giang sẽ có lợi. Và quý vị ủng hộ một chính phủ nào? Bây giờ tới 4 năm chính phủ, quý vị ủng hộ một chính phủ nào thì cũng tạo ra là quý vị bỏ rơi 4 chính phủ khác. Và ngay lúc đó Tàu Cộng, Việt Giang sẽ dùng cái kẽ hở đó để mà chia rẽ cộng đồng. Cho nên đó là một bài toán nan giải của người bạn Hoa Kỳ khi mà họ nói chuyện với tôi. Họ nói một ngày nào đó khi Tàu Cộng chạy, Việt Cộng bỏ chạy và chúng tôi cần có những người đại diện cho tập thể người Việt ở hải ngoại. Chúng tôi cần cho những người Việt đại diện cho những người Việt, những chính phủ Việt Nam tự do. Thì hiện tại ông thấy chính phủ nào sẽ có tiếng nói đại diện cho 4 triệu đồng bào ở hải ngoại? Tôi nói hiện tại tôi không có thẩm quyền đó. Và cái ông hỏi thẩm quyền đó ai quyết định? Thật sự đó là do 4 triệu đồng bào quyết định. Cho nên quý vị thấy gần đây có những cái tổ chức họ đang kêu gọi để mà đoàn kết tất cả các tổ chức người Việt hải ngoại ngồi lại với nhau. Nhưng mà quý vị thấy việc có dễ làm không? Không ai chịu làm người lãnh đạo hạng nhì và ai cũng đòi làm người lãnh đạo hạng nhất. Cái đó là cái điểm đau khổ cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta bây giờ không tìm ra một nhà lãnh đạo, một nhà chí sĩ như là Ngô Đình Diệm. Khi mà tôi gọi tới Tổng thống Ngô Đình Diệm, tôi phải gọi danh từ là chí sĩ, nó cao hơn là Tổng thống nữa. Một người đã thành lập ra Đệ Nhất Cộng Hòa. Sau khi mà Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị coi như cái lực lượng coi như là ma quỷ, cái lực lượng mà ám hại Ngài, những người tướng lãnh trung thành với Ngài, và sở dĩ Ngài bị lật đổ là do Ngài có chủ trương không cho quân đội Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam. Và Ngài có một cái tiếng nói, không một cái quân đội nào mang danh ở đất nước nước khác mà đưa quân vào Việt Nam mà giành được chiến thắng. Vì người Việt Nam họ có tinh thần coi như bại hoại rất là nặng. Chỉ cần viện trợ vũ khí và cố vấn, chúng tôi sẽ đánh Việt Cộng. Mà rõ thật, thời Tổng thống Ngô Đình Diệm còn cải chức, không có một cái nơi nào mà Cộng sản hoạt động mạnh được. Và chính luật 1059 đã bắt toàn bộ tất cả những cái tên Cộng sản cao cấp, từ Huỳnh Tấn Phát, từ Nguyễn Thị Bình cho tới những cái tên lãnh đạo Mặt trận Giải phóng miền Nam đều bị bắt hết. Rồi sau đó khi mà cái cuộc đảo chính thành công, chính Thích Trí Quang đã ra lệnh thả hết những cái tên mà Cộng sản cao cấp ở trong các trại tù. Cho nên nó xảy ra ngày mất nước là do chúng ta không tìm được một vị lãnh đạo anh minh như là chí sĩ Ngô Đình Diệm. Thì thời bây giờ chúng ta cũng không có một vị tổng thống giống như Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thì bây giờ quý vị thấy rõ, Việt Nam Cộng Hòa không phải không có nhân tài, nhưng mà cái nghị quyết 36
của Việt Cộng nó đã thực hành 36 năm, đã 44 năm nay. Nó làm cho cộng đồng người Việt tan nát rã rời. Người Việt chúng ta đều ghét Cộng sản, đều thù Cộng sản, đều ghét Tàu Cộng, đều yêu quê hương. Nhưng mà mỗi người, mỗi tổ chức chống Cộng, mỗi một chính phủ Việt Nam tự do ở hải ngoại đều có một cái đường lối chống Cộng khác nhau. Cho nên một lần nữa tôi tha thiết, chúng ta hãy lấy cái tinh thần cái ngày mà Tổng xuống đường để chống tên Diệt gian Trần Trường. Ngày đó quá đẹp, ngày đó quá hay. Tất cả các chính phủ Việt Nam tự do đều có mặt. Tôi nhớ rõ là ông Nguyễn Hữu Chánh lúc đó là thủ tướng của chính phủ Việt Nam tự do, và thủ tướng Đào Minh Quân cũng có mặt trong cuộc biểu tình đó. Và các vị này khác quan điểm về chống Cộng nhưng mà đã cùng có mặt để mà lên án tên Diệt gian Trần Trường. Và tất cả các tổ chức hội đoàn, hội ái ủ không quân, hội biệt động quân, hội nhảy dù, hội thủy quân lục chiến, hội hải quân, hội Đà Lạt, hội Võ Bỉ Đà Lạt, hội Thủ Đức đều có mặt để lên án. Và chủ tịch cộng đồng miền Bắc, chủ tịch cộng đồng miền Nam, chủ tịch các hội đoàn đều chiến đấu, mặc dầu chúng ta khác quan điểm. Cho nên tôi nhắc lại cái tinh thần của Trần Trường là cái tinh thần tên Diệt gian, nó đã chọc giận, nó đã thách thức cộng đồng người Việt tị nạn ở tại Little Sài Gòn. Và chính ngày đó hàng chục ngàn đồng bào đồng xuống đường. Nhưng mà tại sao thời gian gần đây người Việt Nam ở tại miền Nam, thủ phủ người tị nạn, lại không còn cái tinh thần yêu nước nữa? Không phải không, nhưng mà chúng ta thấy có những cái tổ chức chống cộng họ lạm dụng cái tinh thần đó, hở một chút là họ kéo xuống đường, hở một chút bất đồng, là cái tổ chức này bất đồng cái đường lối của cái tổ chức khác là kéo nhau biểu tình, rồi kéo nhau chụp mũ, kéo nhau để mà lên án, riết rồi cái cuộc biểu tình chống Trần Trường 40-50 ngàn người, rồi một năm sau còn khoảng 20 ngàn người, rồi vài năm sau còn lại 10 ngàn người, rồi vài năm sau còn lại 5 ngàn, rồi vài năm sau còn vài trăm. Và rốt cuộc rồi những cuộc biểu tình sau này chỉ leo que có mười mấy người. Cho nên lạm dụng những cuộc biểu tình này chính là đường lối của bọn Diệt gian và Cộng sản. Nó tổ chức những cuộc biểu tình để chống những người Việt quốc gia mà khác đường lối chống Cộng. Làm riết rồi những đồng bào yêu nước họ nản. Do nên vừa rồi tôi về miền Nam Cali, Thiện Hội là cái người là nằm trong cái board director của cái làng Ajida Indo thường nói với tôi: sư phụ ơi, sư phụ không có biết dân miền Nam đâu, họ thờ ơ, họ quay lưng với dân tộc rồi và họ không còn chống Cộng đâu, bây giờ đó họ làm ăn với Việt Cộng gần hết rồi, tất cả các khu phố ở dưới này đều do Việt Cộng và Tàu Cộng làm chủ hết rồi. Và giờ này đó có một tên trọc phú nó bỏ tiền ra và nó mua hết tất cả các hội đoàn, và tất cả các vị chủ tịch hội đoàn, những chủ tịch cộng đồng đều là những bác HO già, nghèo lắm sư phụ ơi. Họ lương một tháng lãnh tiền già chưa được 1 ngàn. Họ trả tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại họ không còn bao nhiêu. Cho nên họ rất sợ cái tên trọc phú này. Cho nên sư phụ ơi, sư phụ đừng có về đây, sư phụ sẽ không có được ủng hộ của dân miền Nam Cali đâu, vì họ đã vô cảm, họ đã thờ ơ, không còn tinh thần của Trần Trường. Tôi nói sư phụ về lần thứ nhất là năm 2012. Ngày đó sư phụ về là đưa tăng đoàn 500 người đi khất thực để thực hành cái hạnh nguyện đi xin ăn của Đức Bổn Sư. Ngày đó sư phụ hoàn toàn xuống đường để mà mang cái hình ảnh của Đức Phật đi xin ăn, để xóa bỏ cái giai cấp đi tu là trở thành một người ăn mày, chứ không phải đi tu để trở thành một thượng tọa hòa thượng. Cho nên ngày đó chúng tôi nhận được số tịnh tài là 30 mấy ngàn, tôi còn nhớ. Đó là tháng 10 năm 2012. Lần thứ hai tôi trở về Bô Sa cũng với 400 tăng đoàn của chúng tôi. Và chúng tôi, cái lần thứ nhất chúng tôi về thì chúng tôi bị biểu tình của Cộng sản chống. Và chúng tôi cũng bị các hội đoàn Việt Nam Cộng Hòa chống. Chống dữ dội lắm, nói tôi là sư quốc danh. Và họ chửi, họ rủa. Cho tới khi tôi kéo tăng đoàn của tôi ra trước tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, tôi làm lễ tri điệu những người lính dân dính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam, để cho tu sĩ Phật giáo
có thời gian để mà tu hành, ăn chay niệm Phật, uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Thì tôi nhớ lúc đó có khoảng 3-4 anh lính mặc đồ thiếu quân lục chiến và nhảy dù lại bắt tay tôi và nói: "Thưa thầy, tụi con nhận được cái lệnh là phải lại đây đánh thầy vì thầy là sư quốc danh, nhưng mà tụi con kéo theo cái đoàn biểu tình của thầy ở Bô Sa và tụi con theo cái đoàn xe bếp của thầy tới ngay tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Tụi con thấy cái bài phục hương nguyện hương của thầy tri ơn quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa cảnh sát quốc gia, và nghe thầy tri ơn tướng Nguyễn Phan Nam, tướng Lê Văn Hưng, tướng Trần Văn Hai, tướng Lê Vinh Dĩ, tướng Phạm Văn Phú, đại tá Hồ Ngọc Cẩn, trung tá cảnh sát Nguyễn Văn Long, thiếu tá Nguyễn Văn Thà, thì cái lòng mà chống thầy tụi con nó tiêu mất và tụi con sẽ đứng đây bảo vệ thầy." Và lúc đó là hai cái người lính mặc đồ nhảy dù và biệt động quân hay là thiếu quân lục chiến là bắt tay tôi và nói: "Con đến đây để chuẩn bị đánh cái đoàn biểu tình của thầy, nhưng mà qua cái lời phục nguyện, qua cái lời biết ơn của thầy đối với những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, con thấy thầy không phải là quốc danh, và cái duy nhất mà con biết được là thầy đòi coi như là đánh tên Hồ Tập, là những cái tên Việt gian, và thầy đã lên án tên Hồ Chí Minh là chính là Hồ Tập, cho nên con biết chắc thầy không phải là quốc danh." Và lần thứ hai tôi trở về cũng tại Bô Sa, nhưng mà cái điểm tôi đến là cái nơi Đức Trần Hưng Đạo, và cái nơi đó là cái nơi mà tôi xin phép đến để mà tôi thỉnh một cái tượng Đức Thánh Trần để mà tôi về tôi thờ trong đền thờ Tổ quốc Tri Ân. Thì cái nơi đó là lúc đó tôi biết thuộc ông Phan Kỳ Nhân, ổng điều hành. Và khi tôi về đó thì tôi hoàn toàn tôi không biết là giữa ông Phan Kỳ Nhân và có một cái số những cái cộng đồng miền Nam có những sự bất hòa. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Tôi chỉ biết ông Phan Kỳ Nhân cũng là một cụ quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi đến đó để tôi thỉnh Đức Trần Hưng Đạo. Và đến đó tôi làm lễ chào cờ, quý vị nhớ. Và lúc đó là chính Tạ Đức Trí cũng ra tiếp đón tôi. Thì tôi là cái người xin giấy phép để đi biểu tình, để đưa tăng đoàn. Thì Tạ Đức Trí là người cấp giấy phép và ông là cái người đến đón tôi như một cái vị chủ nhà đón một đoàn khách tăng từ 50 tiểu bang mà do tôi hướng dẫn. Và cái cuộc xuống đường lần thứ hai chúng tôi cũng không có được ủng hộ của dân miền Nam Cali. Và lý do lúc đó là chúng tôi đến ngay báo người Việt là 8:45 và 9 giờ chúng tôi bắt đầu khởi động chương trình để mà biểu tình chống Việt Cộng, Việt Giang và Tàu Cộng. Thì kéo tới cái chỗ Trần Hưng Đạo là mới có 9:30, mà lúc đó thiện hội đã nói dân Bô Sa ngày Chủ nhật 11 giờ các cái nhà hàng, các quán nhậu và các cái quán bún, quán phở mới mở cửa. Nhưng mà không sao. Và lần thứ ba tôi trở về là ngày 1 tây tháng 12. Ngày 1 tháng thế tháng 12 là cái ngày Thánh Nghi Vinh. Và tôi trở về kỳ này tôi cũng lại xin giấy phép. Và tôi đến ngay văn phòng thị trưởng Tạ Đức Trí. Ngày đó tôi đi với Linh Mục Nguyên Thanh. Và chúng tôi đến thăm. Và chúng tôi xin giấy phép. Và chúng tôi nói chúng tôi có mướn một cái hội trường ở tại cái đường là Newland. Tôi xin mời ông thị trưởng có chút thời gian thì tham gia cùng đoàn biểu tình. Cho nên tôi đến đó hoàn toàn. Tiền mướn xe bếp cũng là tiền của tôi. Tiền để mà đưa đón Phật tử từ 50 tiểu bang đi về làng Di Đà, Indio ở vùng phụ cận Palm Springs cũng là tiền của đệ tử chúng tôi, chứ không phải tiền của Tạ Đức Trí. Và sau đó chúng tôi mướn xe đưa đi xuống để mà hội trường, để mà chúng tôi tổng xuống đường cũng là tiền chúng tôi. Và 1.000 phần ăn cũng là tiền chúng tôi. Tiền trả hội trường cũng là tiền của chúng tôi. Cho nên Tạ Đức Trí đến tham dự dưới tư cách là người thị trưởng của một thành phố và đến để mà tiếp đón một tăng đoàn đến đây để bảo vệ Little Sài Gòn không rơi vào tay Việt Cộng và Tàu Cộng. Cho nên quý vị đừng có bao giờ mà nghĩ rằng ai mà mướn tôi được. Làm đúng thì không mướn tôi cũng bảo vệ, làm sai mướn 1 tỷ cũng không có có nghe lời đâu. Cho nên đó là bổn phận của tôi. Yêu nước là chuyện của tôi chứ không phải ai bắt tôi yêu nước, nhớ kỹ. Cho nên có nhiều người, họ bạn bè của tôi là người Hoa Kỳ, họ nói: "Ông Thông Lai, tại sao ông không xin cái tiền của Hoa Kỳ?
có nhiều cái số tiền lắm, họ sẽ cho ông để mà ông trang trải những cuộc xuống đường. Tôi nói thẳng với người bạn Hoa Kỳ, ủa, nước Việt Nam là của người Việt Nam, tôi là người Việt Nam, tôi yêu nước là tôi làm bổn phận, chứ nước Việt Nam đâu phải của Hoa Kỳ đâu, mà tôi phải xin tiền của Hoa Kỳ để tôi tổ chức các cuộc xuống đường, tôi không làm mướn cho Hoa Kỳ. Tôi nói thẳng với người bạn đó, tôi nói cảm ơn cái lòng tốt của anh, nhưng mà tôi đã trả ơn. Rồi ông mới hỏi tôi vậy đó, ông chứng minh cái gì? Ông trả ơn cho Hoa Kỳ, ông nói tôi nghe. Tôi trả ơn cho Hoa Kỳ, tôi lập hai cái làng A Di Đà. Mỗi một cái làng A Di Đà, tôi có 100 bà già ở. 100 bà già ở đó, nếu mà ở cái tuổi 75-80, các bà già này bây giờ vô nước sinh hôm, tất cả tiền già, tất cả các cái tiền mà phụ cấp cho người già đó đều phải nộp hết cho cái nước sinh hôm. Và đồng thời chính phủ Hoa Kỳ còn phải bỏ ra từ 5.000 đô la tới 8.000 đô la tùy theo cái nursing home đó là 3 sao, 4 sao, 2 năm sao. Trong khi đó tôi lập ra hai cái làng Di Đà, tôi gánh nặng được 200 bà già cho Hoa Kỳ. Quý vị nghĩ coi, mỗi một tháng tôi không lấy một đồng bạc nào của các cái bà già này. À, nhất là cái làng Di Đà ở Indo, lúc đầu tôi lấy một ngày ba bữa ăn, điện nước, này kia bao hết là 200 đồng. Tức là mỗi một phần ăn có 2 đồng, 3 đồng. Sau cùng cô Hồng Đức nói thôi, mình bao luôn hết đi. Là làng Di Đà ở Indo, là cô Hồng Đức sau này là đưa đề nghị không nhận của bà già nào một đồng nào hết, bao luôn. Coi như vậy quý vị hiểu rằng tôi đã gánh bớt gánh nặng cho Hoa Kỳ để tôi trả ơn Hoa Kỳ trong khả năng của tôi. Quý vị tưởng tượng, một người già giờ ở nước sinh hôn, họ đâu có được chăm sóc như tôi đâu. Và tất cả tiền hưu trí của họ, tất cả những cái gì họ có tài sản đều bị lấy hết. Trong khi những bà già này vào trong hệ thống tôi, chúng tôi không đụng tới những cái quyền lợi của họ. Chúng tôi có nha sĩ Huệ Minh lo răng cho họ. Chúng tôi có những vị bác sĩ để mà lo cho họ. Còn tốt, chúng tôi làm cái đó là để trả ơn. Cho nên nhiều người bạn bè người Mỹ họ nói là tôi nên nộp đơn xin những cái tiền để mà họ Hoa Kỳ sẽ trợ giúp cho những tổ chức mà coi như là non-profit là về tôn giáo, cho nên tôi không xin. Tại vì hiện tại mấy ngàn đệ tử của tôi họ vẫn còn ủng hộ cho cái hệ thống này hoạt động. Và tôi không phải là tôi tổ chức biểu tình là tôi dành coi như là tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, chứ không phải dành cho Hoa Kỳ mà bắt Hoa Kỳ phải trả tiền cho tôi. Cho nên cái lập trường của tôi yêu nước, tôi về Little Sài Gòn, mặc dù tôi không phải là cư dân Westminster, nhưng mà tôi là người Việt Nam. Thủ đô Little Sài Gòn là thủ đô của người tị nạn Việt Nam, mà thủ đô này đang bị pháo kích, đang bị quanh tạc, đang bị dây đánh giống như là cái khu An Lộc năm 1972. Và tướng bảo vệ cái đặc khu An Lộc, cái tỉnh Bình Long anh Dũng, đó là tướng Lê Văn Hưng, thì tôi phải có tiếng nói bảo vệ tướng Lê Văn Hưng. Và hiện tại Little Sài Gòn đang bị Tàu Cộng, Diệt Giang, Chọc Phú dùng mọi cách để mà tấn công. Tôi bảo vệ Little Sài Gòn vì tôi là người Việt Nam, và cái thị trưởng này cũng là người Việt Nam. Và tương lai khi thị trưởng này không còn làm nữa, một thị trưởng khác lên mà vẫn có những cái việc làm bảo vệ cho đồng bào, bảo vệ lá cờ Việt Nam Cộng Hòa và có nghị quyết chống nghị quyết 36, thì tôi vẫn bảo vệ cái vị thị trưởng này giống như là bảo vệ màu cờ sắc áo của Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên đừng có bao giờ nói ông Thông Lai không phải là cư dân Westminster, không có quyền về để bảo vệ Little Sài Gòn. Người đó là ai? Người đó là Diệt Cộng, là Tàu Cộng. Nên nói câu nói đó. Một lần nữa tôi kêu gọi chúng ta đừng vì những dị biệt chống cộng, chúng ta đừng vì những cách thức chống cộng mà chúng ta lại quay lưng với nhau, rồi chúng ta lại không nhìn mặt nhau và chúng ta trở thành kẻ thù của nhau. Và khi nói được lời này, tôi cũng trả lời cái cô Phật tử hồi nãy. Cô cũng đừng dội lên án cái người phóng viên mặc áo đỏ, đó là cộng sản hay quốc gia. Cũng có thể anh ta là một cái người quốc gia, nhưng mà anh ta bất đồng cái đường lối làm việc của các cái người có mặt ở trong hội trường bữa đó, cho nên anh ta không vào đó để anh ta quay phim. Và có thể anh ta cũng là đứng chĩa ống kính về hàng rào quay phim. Cũng có thể là vì anh ta muốn quay riêng để về anh ta phót lên trên Facebook, lên trên YouTube để anh câu like. Tất cả giới truyền thông đều kiếm tiền. Cho nên chúng ta cũng đừng dội
nói cái anh áo đỏ đó là cộng sản hay là quay phim để mà đưa cho Tàu Cộng Diệt Cộng. Nhưng mà cái hành động của anh không phải là cái thằng ăn trộm, nhưng mà anh có tướng của thằng ăn trộm. Tôi nhớ một câu chuyện là khi xưa là có một cái ông thầy, ông dạy học trò rất là giỏi. Thì bữa đó thằng học trò nó đi ra chợ và nó đi sau đó mà người ta mất tiền và người ta bao nhiêu người trong chợ người ta không có nghi ai, mà người ta nghi nó và người ta bắt lên quan. Và lên quan thằng này bị quan bắt nhốt và chờ để mà điều tra. Thì trong thời gian điều tra nhốt nó thì 3 ngày sau đó thì cái người mất đó họ lại tìm được cái đồ mất và họ bắt được tên trộm chính thức. Và rốt cuộc rồi đó cái ông quan đó ổng lại thấy thằng này vô tội, ổng thả về. Ổng thả về thì cái ông thầy đó ổng không có, thằng nhỏ nó về nó nói dạ thưa thầy con quan quá, con đi ra chợ rồi cái tự nhiên á năm xuôi tháng rưỡi con bị cái bà đó nắm áo nói con móc túi của bà, thành ra con bị quan bắt vào chờ để con bị ra tòa để mà con ở tù. Không ngờ trời Phật thương, sau 3 ngày sau cái bà đó bà tìm được của, là biết được người lấy là không phải là con, bà vô bà bãi nại và con được về. Ông thầy không khen thằng nhỏ mà ông thầy còn họp tất cả những học trò trong trường lại và ông thầy bắt đánh nó 100 heo. Thì ai cũng nói nó đâu có tội đâu mà tại sao lại thầy đánh nó. Ông nói ông đi qua bà đi lại ở một cái chợ cả mấy trăm người mà tại sao người ta không có nghi ai ăn trộm mà người ta nghi ăn trộm. Con không ăn trộm cho nên thầy mới giữ con là đệ tử, nhưng mà con có cái tướng và cái bộ gió của thằng ăn trộm cho nên thầy đánh con đây là đánh cái tướng và cái bộ gió của thằng ăn trộm. Tóm lại cái anh mà phóng viên áo đỏ nghiệp dư hay không nghiệp dư mà tôi giải thích là có thể đồng bào giận tại vì câu nói của Michael Hòa. Michael Hòa ai có dự cái bữa đó đều biết à có một tên Việt Giang mặc áo đỏ à tên này đang lạm dụng hệ thống truyền thông của làng Di Đà à, Tầm Quyên, tên này đang quay mặt đồng bào để làm lợi cho cộng sản. Và kết quả là mười mấy người mà đã từng nạn nhân của cộng sản khi về Việt Nam họ bị coi như đuổi ra hoặc là bị làm khó, họ nổi hận lên và họ chạy lại họ mắng chửi. Mà lúc đó tôi có sai 2 người, một người là Thiện Huệ ở Oklahoma khoảng 50 mấy tuổi và một người là bạn của Thiện Huệ là mang chút bằng Isaji. Thì hồi nãy cô này nói là sư phụ có sai 2 cái người, một lớn một nhỏ ra để mà cản. Thì 2 người đó không ai khác hơn là tôi nhớ là Thiện Huệ và một chú nữa cũng là người Oklahoma. Tôi nói cái này chắc là 2 người đó biết là ra khuyên lăng đừng có thái độ thô tháo làm mất uy tín của sư phụ. Cho nên tóm lại tới giờ này tại vì có những cái diễn đàn đánh phá nói rằng tôi chủ trương để mà làm nhục cái tên phóng viên đó, thật sự tới giờ này tôi không biết cái tên phóng viên đó tên là gì và tôi không phải là cư dân miền Nam thì làm gì mà tôi làm nhục nó. Nhưng mà cái sự việc bây giờ rõ ràng là Michael Hòa bắt cái microphone, ông la lên có tên Việt Giang mặc áo đỏ đứng ngoài hàng rào đang quay phim, thấy không, làm lợi cho cộng sản. Quý vị đã đảo Việt Giang cùng Michael Hòa. Tôi nói cái này Michael Hòa nghe và bữa đó có bà cả ngàn người nghe mà. Rốt cuộc những người mà nạn nhân cộng sản họ nổi máu điên, sau cái cuộc tổng xuống đường đang coi như lên tinh thần hận Việt Giang, hận cộng sản và hận Tàu Cộng, cho nên họ ra họ phỉ nhổ và họ chửi rủa cái người đó. Nhưng mà tới giờ này tôi cũng không có vội vàng mà nói rằng tên đó là Việt Cộng hay Việt Giang, mà tên đó có tướng của tên Việt Cộng và tên Việt Giang, cho nên đồng bào mới hiểu lầm. Và hy vọng lần sau nếu mà cái vị phóng viên mặc áo đỏ đó có đến một cuộc biểu tình nào thì hãy hòa đồng vào 50 cái tiểu bang, hòa đồng vào dòng người yêu nước để có chung một tiếng nói, chứ đừng vì những cái dị biệt, những cái đường lối truyền thông khác biệt. Hay là có lẽ bữa đó cái anh đó không đồng ý với SBTN, không đồng ý với Phố Bô Sa, không đồng ý với Trần Nhật Phong, không đồng ý với Michael Hòa, không đồng ý với báo Người Việt, cho nên không muốn đứng chung chiến tuyến, mà vô tình anh có cái tướng của Việt Giang. Cho nên tôi xin nói lại, giờ này tôi không biết cái anh áo hồng đó là ai, phóng viên chuyên nghiệp có thẻ nhà báo hay là phóng viên nghiệp dư, và tôi cũng không biết anh đó quay cái phim để làm gì. Nhưng mà rõ ràng là mười mấy người Phật tử của tôi bữa đó là họ giận là tại vì họ từng là nạn nhân của những cái ống kính quay lén để nộp cho tòa lãnh sự quán để chuyển về phi trường Tân Sơn Nhất
Rồi á, sau đó khi họ trở về thăm cha mẹ ở đoạn cuối cuộc đời, lại đưa những cái hình ảnh đó ra để mà làm khó làm dễ. Cho nên một lần nữa kêu gọi tất cả các hội đoàn người Việt quốc gia ở Nam Cali, Bắc Cali, kêu gọi tất cả các người dân ở Nam Cali, quý vị sẽ bình tĩnh để mà suy nghĩ, nếu chúng ta cứ tiếp tục chống phá lẫn nhau vì khác lập trường chống cộng, chúng ta tiếp tục lên án lẫn nhau, thì Tổ quốc Việt Nam sẽ là cái nơi bị thiệt hại nhất, và Tàu Cộng, Việt Cộng sẽ rất là được quyền lợi trong các cuộc chia rẽ này. Trân trọng kính chào tất cả các giới truyền thông ở miền Nam Cali. Trân trọng kính chào tất cả các chính phủ Việt Nam tự do đang chiến đấu dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa và đang muốn lật đổ chế độ Cộng sản để giành lại quê hương. Tất kính chào tất cả các hội đoàn yêu nước, tất cả các tổ chức quân đội của Việt Nam Cộng Hòa có mặt ở miền Nam, nhất là hàng trăm ngàn đồng bào miền Nam, hãy dùng cái sự tỉnh táo để biết đâu đúng, đâu sai. Và tôi tuyên bố, ngày nào Little Sài Gòn còn bị đánh phá, ngày đó tôi cũng phải có bổn phận, vì tôi là người Việt Nam và yêu nước là do trái tim tôi, chứ không phải ai mà mướn được tôi hết. Ha. Và tôi nói rõ, giờ đây Tạ Đức Trí còn làm thị trưởng của Westminster, đang có những việc làm tốt cho Westminster, mà thành phố Westminster đang bị Tàu Cộng, Việt Cộng, Trọc Phú, Việt Giang đánh phá lúc này, thì tôi trở về. Một ngày nào đó, vì lý do gì đó Tạ Đức Trí không còn làm việc nữa, mà một người Việt Nam thế hệ thứ hai của Việt Nam Cộng Hòa đang phục vụ và đang giữ chức vụ thị trưởng, nghị viên hoặc là làm một chức vụ gì trong dòng chính Hoa Kỳ, mà thành phố Westminster đang bị đánh phá, Little Sài Gòn đang bị bao vây, đang bị tấn công, tôi cũng phải làm những gì mà tôi làm, vì tôi là người Việt Nam yêu nước. Trân trọng kính chào.